Chào các em học sinh. Các em lắng nghe thầy sửa bài ôn tập giữa học kỳ 2 phần word forms. Câu số 1. Làm phần word form thì chúng ta phải biết cách tính toán. Chúng ta nhìn bên tay phải của chỗ trống trước, xem cái từ ngay bên tay phải chỗ trống đó là loại từ gì, rồi mình mới tính toán cái chỗ trống này là loại từ phù hợp. Nếu không tính được bên tay phải thì mình mới nhìn bên tay trái. Ở câu 1 này mình tính được bên tay phải, safe. Và các em phải lúc học từ vựng phải học luôn từ loại của nó. Safe là tính từ. Bổ nghĩa cho tính từ phải dùng trạng từ chỉ thể cách. Trạng từ chỉ thể cách. Environmentally. Câu này nghĩa là những sản phẩm kia thì an toàn cho môi trường. Environmentally safe. An toàn cho môi trường. Câu số 2. Bên ta phải chúng ta là giới từ in. Trước giới từ nó có nhiều loại từ. Nó có thể là động từ, tính từ hoặc danh từ. Cho nên chúng ta không thể tính được cái từ loại ở đây. Do đó mình phải nhìn bên tay trái của chỗ trống. Chúng ta thấy chữ serve. Serve đây là một determiner, là cùng loại với tính từ. Một vài cùng loại với tính từ. Như vậy thì đằng sau mình sẽ dùng danh từ. Rồi cái chữ pollute này nó có hai danh từ, pollution và pollutant. Thì chúng ta phải hiểu nghĩa câu mới biết được là danh từ nào. Sau khi kiểm tra mẫu nước, họ nhận thấy, họ tìm thấy một vài chất ô nhiễm trong đó. Chất ô nhiễm pollutant và phải số nhiều. Chất ô nhiễm pollutants và phải số nhiều nha. Bởi vì serm, danh từ pollutant đếm được. Serm dùng cho cả hai là danh từ, đếm được không đếm được. Câu số 3. Tay phải với từ ớp không tính được luôn. Tay trái the. The là mẫu từ, sao mẫu từ dùng danh từ. Provide có hai danh từ. Xem có danh từ gì thì mình phải hiểu nghĩa. Các thiết bị trường học đã bị cắt giảm. Cái gì về thiết bị trường học đã bị cắt giảm? Đó là sự cung cấp nha, sự cung cấp. Provision, sự cung cấp. Các thiết bị trường học đã bị cắt giảm. Câu số 4. Tay phải to verb. Trước to verb thì cũng nhiều loại từ, bởi vì to verb là động từ chỉ mục đích mà. Do đó chúng ta phải coi tay trái chữ seems. Động từ seem thuộc dạng động từ nói linking verb. Sau đó chúng ta phải dùng tính từ. Disappoint có hai tính từ luôn. Disappointed và disappointing. Thì chỗ này chúng ta thấy cái nghĩa. Dường như là đáng thất vọng. Chơi cầu lông ở ngoài trời. Là cái điều này mà. Cái điều mà chơi cầu lông ngoài trời ấy, là gây thất vọng cho người chơi. Cho nên nó là tính từ dạng in. Tính từ chủ động là tính từ gây ra cho người ta cái hậu quả đó, cái kết quả đó, thì phải dùng tính từ in. Disappointing. Câu số 5. Tay phải giới từ không tính. Tay trái động từ be. Sao động từ be cũng nhiều loại từ nữa. Nên sao be có thể là danh từ, có thể là tính từ. Nha. Sao y có thể là verb in, có thể là verb ba, nhiều lắm, cho nên là phải hiểu nghĩa. Đạt được 60 điểm trong một phút thì đối với một vận động viên giỏi như anh ta, động từ achieve là đạt được, có được, làm được. Rồi, như vậy ở đây mình dùng tính từ achievable là đạt được đối với anh ta, achievable.
là điều có thể làm được, là điều có thể đạt được đối với anh ta, achievable. Câu 6. Today, đây là trạng từ, không tính được gì hết. Cultural, tính từ, sẽ tính từ, dùng danh từ để bổ nghĩa danh từ đó. Có một thứ gọi là ô nhiễm văn hóa ngày nay, sự ô nhiễm, pollution, hay sự ô nhiễm, pollution. Câu số 7. By, giới từ, không tính. To be, shall be, nhiều loại từ. Như vậy câu này phải hiểu nghĩa là để tính toán được. Các thiết bị trường học thường được, động từ provide là cung cấp, thường được cung cấp bởi công ty PNC. Như vậy đây nó là dạng câu bị động, cho nên chỗ này dùng verb 3. Động từ provide, động từ hợp quy tắc, verb 3 thêm ed thôi, provided. Câu số 8. To verb tiếp, động từ be, cũng rất nhiều loại từ. Anh ta thì như thế nào khi chơi cầu lông ngoài trời? Như thế nào là một tính từ? Anh ta rất thất vọng khi chơi cầu lông ngoài trời, là cái điều mà chơi cầu lông ngoài trời làm cho anh ta thất vọng. Như vậy đây dùng tính từ bị động, đó là tính từ tận cùng bằng ed. Disappointed. Câu số 9. Enemies, footballer, play. Lưu ý cấu trúc câu này là câu cảm thán, có động từ thường, energy, năng lượng. Các cầu thủ bóng đá Việt Nam thi đấu tràn đầy năng lượng. Như vậy tràn đầy năng lượng sẽ là một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ play. Chúng ta dùng trạng từ energetically. Energetically. Câu 10. Power, danh từ, bổ nghĩa danh từ dùng tính từ. Tính từ của sun, sunny hoặc là solar. Thì ở đây nghĩa của nó là năng lượng mặt trời đó, cho nên phải dùng chữ solar. Dường như là năng lượng mặt trời không bao giờ cạn kiệt. Solar. Câu 10, solar. Câu 11. Electric là tính từ. Rồi, check động từ, không tính được gì hết. Phải nhìn nguyên câu thì thấy đây là câu causative form này, nhờ ai làm gì đó. Như vậy đây là sẽ là người, danh từ chỉ người. Nhờ một người thợ điện kiểm tra hệ thống điện, hệ thống dây điện của nhà bạn. Electrician, electrician, danh từ, người thợ điện. Câu 12. Food, danh từ. Thì phần lớn là mình thấy trước danh từ dùng tính từ đúng không? Nhưng câu này phải lưu ý, câu này phải nhìn toàn bộ câu, chúng ta không thể nào nhìn một chỗ được đâu nha. Nhiều lúc nó nhìn một chỗ không có đúng. Please, đây là câu mệnh lệnh ha. Please, câu mệnh lệnh, hãy làm gì đó đi, thì đây sẽ là verb. Hãy nung nóng thức ăn trong lò vi sóng ít hơn 3 phút nhé. Lò vi sóng chúng ta chỉ sử dụng trong 3 phút thì nó mới an toàn. Rồi, như vậy là heat, động từ. Heat. Rồi, cái chỗ này thầy nói, lúc làm bài thầy có dặn, chỗ nào viết hoa thì viết hoa, không viết hoa thì máy sẽ không hiểu. Thì nãy giờ toàn bộ những cái từ mà mình điền vào nó này nằm giữa câu thì là mình không cần viết hoa. Lúc này nó bắt đầu câu thì mình phải viết hoa. Có nhiều bạn tới giờ này lớp 9 mà không hiểu viết hoa là khi nào, cứ tưởng rằng mình viết câu trả lời xuống dưới đây thì nó bắt đầu câu thì nó sẽ là viết hoa. Do đó bạn đấy toàn bộ đều viết hoa hết, máy chấm không điểm. Mình phải hiểu nha,
mình điền cái tiền đó, điền cái từ đó vào chỗ trống, thì chỗ trống đó nó nằm trong câu, thì làm sao viết hoa? Cứ tưởng cái chỗ này là đầu câu viết hoa hết. Rồi on với từ không tính. Bi sao bi nhiều loại từ, hiểu nghĩa thật là như thế nào vào ngày đó, vì thế chúng tôi có thể thấy xa hàng dặm. Vì vậy ngày đó ngày không có mây, trời trong cao thì mới thấy xa được. Không mây, cloudless, cloudless ha. Không có mây, cloudless. 14. And liên từ, sau and là tính từ thì trước and chắc chắn phải tính từ. Liên từ nó kết hợp giữa hai loại từ với nhau. Tính từ của thằng này là sunny, sunny. Câu 15. Rồi câu này là câu sai hầu như là trong tổng số 280 bạn làm, chỉ có 3 bạn làm đúng thôi, còn phần lớn là sai hết. Tại sao? Tại vì chúng ta không nhận ra được cấu trúc của câu. Fences là danh từ, nhưng không phải cứ trước danh từ là mình dùng tính từ, không phải. Mình phải hiểu nghĩa câu. Ở đây nó là một cái câu có nghĩa là việc dẫn điện hoặc là truyền điện vào các cái hàng rào xung quanh ruộng để không cho chuột vào trong ruộng không phải là một giải pháp tốt. Như vậy cái việc đó làm chủ từ dòng từ is. Cái việc đó mà bên tiếng Anh một động từ mà làm chủ từ thì phải dùng verb in. Cái việc dẫn điện, electric fan, electric fan, việc dẫn điện. Câu 16. Topic là danh từ, trước danh từ dùng tính từ, thì câu này dễ dàng thôi bởi vì cái nghĩa nó không có gì lắt léo. Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã trở thành một cái chủ đề nóng dạo gần đây, cho nên dễ dàng nhận ra đó là tính từ hot. Câu 17. And liên từ, nhưng mà câu này không phải là sau and là danh từ thì trước and là danh từ đâu nha, mà cái nghĩa theo cái nghĩa nó and này nó nói giữa hai mệnh đề chứ không phải nó nói giữa hai từ, do mình phải hiểu nghĩa. Bầu trời thì gần như là đầy mây và rồi mưa sau đó đến rất nhanh, cloudy, đầy mây, nhiều mây, cloudy. Câu 18. To verb is, nhận ra cấu trúc is cộng tính từ cộng to verb. Điều cần thiết là phải sử dụng ánh sáng tự nhiên để tiết kiệm năng lượng. Có nghĩa là mình mở cửa sổ, cửa ra để ánh sáng luồn vào để mình khỏi sử dụng điện thắp sáng. Necessary, necessary, cần thiết. Câu 19. Rồi, vị trí này là vị trí chủ từ. Chủ từ cũng có nhiều loại từ, phải hiểu nghĩa là ngày nay thì nhận ra cái sự thuyết phục của các cái mẫu quảng cáo. Nhận ra thì chỉ có người mới nhận ra thôi. Consume, consumer, consumer, và chắc chắn phải số nhiều, consumers. Bởi vì số ít thì người ta phải nói là consumer, và ở đây động từ phải thêm s. Làm bài quan trọng cái phần phải tính toán được chính xác cái từ ha. Ở đây mà em nào mà không có s coi như là mất điểm luôn rồi, uổng, rất là uổng. Câu 20. Use ở đây không phải là động từ, use là danh từ. Hãy tìm một cách sử dụng hiệu quả nào đó cho tất cả, cho bất kỳ cái vật thải đi nào, cái đồ thải đi nào. Như vậy bổ nghĩa cho danh từ dùng tính từ effective, effective. Câu 21. Cuối câu hết, trước đó là the, là dùng danh từ, cũng xem qua cái nghĩa. Những máy móc cũ giảm đi cái hiệu suất, cái năng suất, efficiency, hiệu suất, năng suất, efficiency. 22. Large là tính từ,
Rồi, trước tính từ thì thường là trạng từ để bổ nghĩa. Xem có đúng không? Căn phòng thì rộng, tương đối rộng. Rộng như thế nào? Rộng tương đối thôi. Comparatively, tương đối. Comparatively, tương đối. Tương đối rộng. Trạng từ bổ nghĩa cho tính từ. Câu 23. Động từ be. Trước đây nó phải là chủ từ cho động từ be. Như vậy without là giới từ. Sao giới từ? Là một phrase hoặc là một danh từ. Phrase nó có thể là một verb in á. Như vậy đây mình phải tính toán để coi nó là verb in hay là nó danh từ. Phải hiểu nghĩa. Cái nghĩa là cái quyết định sau cùng. Sống mà không có nhu cầu thiết yếu là không thể được. Nhu cầu thiết yếu necessities số nhiều. Necessities số nhiều nha. 24. Vị trí chủ từ. Động từ là is nè. Như vậy chủ từ này bao trùm hết cả cái cụm ở phía đây nè. Do đó mình ở đây mình dễ dàng nhận ra phải dùng danh từ. Đó là sự việc. Sự tiêu thụ gỗ để nấu nướng thì thấp ngày nay. Ngày nay ít ai mà xài củi để nấu ăn ha? Cho nên là sự tiêu thụ consumption. 25. Hết từ. Should be used. Nên được sử dụng. Được sử dụng như thế nào? Chắc chắn đây phải là trạng từ. Trạng từ bổ nghĩa cái động từ. Used. Effectively. Effectively. Mọi thứ nên được sử dụng một cách hiệu quả. 26. Gặp lại cấu trúc is tính từ to verb. Phải hiểu nghĩa coi nó là gì. Bởi vì câu này không hiểu nghĩa là làm sai ngay. Như bạn sẽ viết về necessity hoặc unnecessary. Không đúng. Mua bất kỳ thức ăn nào nữa đủ rồi. Như vậy là không cần thiết để mua bất kỳ thức ăn nào nữa. Đã đủ rồi. Unnecessary. Unnecessary. Không cần phải mua thức ăn nữa. Đủ rồi. 27. Từ đây là giới từ. Đây động từ be. Sao động từ be? Nhiều loại từ. Phải hiểu nghĩa. Đây là một trận đấu kỳ lạ, độc đáo. Nó không thể so sánh được với bất kỳ trận đấu nào khác. Ở đây có thể hiểu hai cách. Không thể được so sánh thì đây sẽ là verb 3, compare đi. Còn có thể dùng sao be tính từ, comparable. Cho nên câu này có hai đáp án. Comparable hoặc là compared. Comparable hoặc compared. 28. Use. Giống như câu hồi nãy có đó. Việc sử dụng. Việc sử dụng như thế nào? Tính từ. Và câu này nó khác chỗ là nó phải dùng trái nghĩa bởi vì cái nghĩa thôi. Việc sử dụng không hiệu quả những máy móc kia bộc lộ cái sự quản lý tồi. Không hiệu quả. Ineffective. Ineffective. 29. More often. Thường xuyên hơn. Trạng từ chỉ tần suất. Không tính được gì ở đây. Work. Must work. Phải làm việc. Như vậy đây phải là trạng từ. Để bổ nghĩa cho động từ work. Giáo viên học sinh phải làm việc. Tương tác thường xuyên hơn nữa. Tương tác interactively. Interactively là một cách tương tác một cách đầy đủ hơn nữa. Dictionary không đồng ý. Đây là động từ chính của câu rồi. Như vậy trước nó sẽ là chủ từ. Một vài gì đó không đồng ý thì chỉ có người mới không đồng ý thôi. Dễ dàng nhận ra. Environmentalists số nhiều. Sơn danh từ đếm được hay không đếm được để dùng được với nó. Và người nhà bảo nhà môi trường học là đếm được. Sơn là vài thì phải dùng số nhiều. Câu 31. Sao lúc dùng tính từ
lúc là dạng động từ nói, trông như thế nào đó. Chữ worry cũng có trái nghĩa và cũng có hai ba loại tính từ. Kỳ thi cuối khóa sắp đến gần, nhưng nhiều học sinh trông không có vẻ lo lắng gì cả. Unworried. Unworried. Trông có vẻ không lo lắng gì cả. Unworried. Bạn 2. Rất đơn giản, nhìn vô thấy should, sau đó phải verb liền. Chưa có verb, lấy verb là produce. À, produce. School, danh từ. À, một trường học như thế nào đó. Ở đây là tính từ. Một trường học. Tình nguyện có nghĩa là tới dạy miễn phí, tới dạy không lương. Voluntary school. Voluntary school, trường miễn phí, trường không có lương. Tu giới từ. Rồi, separatory danh từ. Cũng không tính được gì hết. Phải nhận ra cấu trúc. Have somebody do something. Cấu trúc nhờ ai làm gì đó. Tôi sẽ nhờ cô thư ký của tôi hồi đáp yêu cầu của bạn sớm. Động từ respond. À, respond, động từ. Câu 35. Pollution, danh từ. Thì cứ tưởng là trước danh từ là tính từ. No. À, phải hiểu nghĩa câu này. Câu này là dạng câu điều kiện loại 1 mà rút gọn không có if. Là hãy, hãy giảm thiểu ô nhiễm, không thì trái đất chúng ta sẽ giống như một bãi phế liệu khổng lồ. Minimize. Hãy, hãy làm gì đó, động từ minimize. 36. Gặp lại cấu trúc nữa, is tính từ to verb. Thật là lãng phí, vặn lửa cao, không cần thiết. Wasteful, lãng phí. 37. Between giới từ không tính. Direct ở đây có nghĩa là trực tiếp, là một tính từ. Sau đó dùng danh từ và kiểm tra qua nghĩa xem coi có phải danh từ không. Sự phát triển kế tiếp của truyền hình là sự tương tác trực tiếp giữa người dẫn và người xem, người dẫn chương trình và người xem. Interaction. Interaction. 38. Qua mệnh đề mới là because there is still dynamite fishing, là qua mệnh đề mới này, không tính được gì ở đây. Seems, động từ seems, sao nó là một tính từ, nó thuộc dạng động từ nói. Cái khoản phạt đó dường như không hiệu quả bởi vì vẫn còn tình trạng đánh bắt cá bằng thuốc nổ. Không hiệu quả. Ineffective. 39. À, hết từ. My little. Cái gì đó ít ỏi của tôi. Danh từ ở đây. My little possession. Tôi ngạc nhiên rằng cô ta nhanh chóng đồng ý sau sự thuyết phục ít ỏi của tôi. Tu giới từ không tính toán được. Six, sáu. Sáu gì? Nhật gửi sáu người, sáu nhà bảo tồn tới Việt Nam để giúp bảo tồn sinh vật biển. Nhà bảo tồn. Conservationist và phải chắc chắn số nhiều nữa. Conservationist. Câu 41. Hết từ. A great, một cái gì đó to lớn, vĩ đại. Danh từ ở đây ngay. Achievement. Achievement. Những gì mà đội tuyển U23 làm được là một thành tựu to lớn. Achievement. Nhận thấy câu này là câu cảm thán được liền. Thật trận đấu như thế nào? Thật là một trận đấu như thế nào? Tính từ ở đây. Tính từ gì? Disappointing. Tại sao? Thật là một trận đấu đáng thất vọng. Là trận đấu đó làm cho người ta thất vọng. Nó làm cho người ta thất vọng là nó ở thế chủ động.
cho nên phải dùng tính từ in, tính từ chủ động và tính từ in, disappointing. 43. His players, danh từ, vận động viên của ông ta. Này, cũng không tính được gì đây, bởi vì trước đó nó có thể có nhiều loại từ để bổ nghĩa cho cái từ đằng sau. Ông Park thì như thế nào? Ở đây mấy mà bạn làm dịch có liền thì vô chữ energy vô. Ông Park có năng lượng rồi, vận động viên của ta là không đúng. Như vậy là ông Park phải làm gì đó. Và người ta đã chữ has là mình phải hiểu đó là thì hiện hiện tại hoàn thành. Thì ở đây sẽ là verb 3. À, hiện tại hoàn thành cho nên đây sẽ là verb 3. Do đó chúng ta phải dùng energized. Energized ED. Ông Park đã truyền năng lượng cho các cầu thủ mình với cái phương pháp huấn luyện khoa học cao độ. Complicated, tính từ. Instructions, danh từ, sự hướng dẫn phức tạp. Phức tạp như thế nào? Rồi, như vậy bổ nghĩa cho tính từ phức tạp là dùng trạng từ. Không có ích gì đưa ra những lời hướng dẫn phức tạp không cần thiết. Câu này khó. Không cần thiết. Unnecessarily. 45. Hết từ. Is. Nhưng nó thì như thế nào hay là nó là cái gì đó, thì phải hiểu nghĩa của câu để quyết định đây là cái gì hay là như thế nào. Có nghĩa là danh từ hay tính từ. Chúng ta chờ đợi huy chương vàng trong môn bóng đá hàng mấy năm trời rồi, nhưng có nghĩa là nó mang đến một sự trái ngược, sự thất vọng. Chờ đợi hàng năm trời rồi nhưng không thể đạt được. Unachievable, không thể đạt được. E sẽ đây là bắt đầu một mệnh đề mới là không tính được nữa. E sẽ có nghĩa là vì anh ta cảm thấy một sự thất vọng to lớn vì anh ta không thể thắng được trận đấu. Fail something, cảm thấy cái gì đó, dùng danh từ đây. Danh từ này có tính từ rồi bổ nghĩa thôi. Disappointment, danh từ disappointment. Rồi up. Giới từ B. Rồi trước giới từ nhiều loại từ cũng không tính được gì, sau B cũng nhiều loại từ cũng tính được gì. Phải hiểu nghĩa câu. Mẹ đâu? Mẹ đang hâm lại gà trong bếp. Copy. Đang có nghĩa là thì hiện tại tiếp diễn. Hitting. Hitting. Nhìn vô đây không cần biết đằng sau nó như thế nào. Less là phải dùng verb nguyên mẫu. À, không cần biết đằng sau như thế nào. Less nguyên mẫu. Verb nguyên mẫu có verb chưa? Chưa có. Lấy ngay verb. Electrify verb. Actions, hành động. Danh từ thì thường là tính từ bổ nghĩa. Dịch câu xem coi đúng không. Chắc chắn phải có một vài hành động như thế nào đó để ngừng cái việc đánh bắt cá bằng thuốc nổ lại. Nhưng hành động như thế nào? Như vậy đây là tính từ rồi. Prevent có hai tính từ, preventive và preventable. Ở đây chọn preventive, lý do chọn preventive. Hành động ngăn ngừa là dùng hành động này để ngăn ngừa cái chuyện khác nha. Preventive là để ngăn ngừa, là dùng nó để ngăn ngừa chuyện khác. Còn preventable là có thể ngăn ngừa được. Ví dụ ở đây mình để chữ là preventable action, là cái hành động này có thể được ngăn ngừa. Người ta ngăn ngừa hành động này lại không cho nó xảy ra. Nhưng ở đây không phải, nhưng ở đây ý là hành động để ngăn ngừa cái chuyện khác, cho nên phải dùng preventive, không phải là preventable nha. Câu 50. Đây cũng là câu có chữ O nè, đằng trước là mệnh lệnh nè, là câu điều khiển loại 1 mà rút gọn chữ if đó. Hãy như thế nào đó đi, không thì bạn không thể bắt đầu cái kế hoạch được đâu. Hãy thuyết phục hơn đi. Tính từ. Rồi
giải thích chuyển pha 50 câu. Trong 50 câu này thì rất nhiều trường hợp để chúng ta sử dụng đúng cái dạng từ cho câu. Điều quan trọng là chúng ta phải học, trước hết học từ loại của từng từ. Nhìn vào từ nào, biết từ đó nó đang đứng ở trường hợp nào liền, đứng ở từ loại nào liền. Có một từ nó có thể là danh từ, có thể là động từ, thì mình nhìn vô mình phải biết à, trong trường hợp này nó là danh từ à. Có từ nó có thể là tính từ, có thể là động từ luôn à. Thí dụ như chữ commit á, vừa là động vừa là tính luôn á, thì mình phải hiểu trong câu này thì nó là động từ hay nó là tính từ nha. Rồi phải biết chức năng của từng loại từ nữa. Thí dụ như tính từ thì bổ nghĩa danh từ, đứng trước danh từ. Động từ là làm ra hành động trong câu và phải được chia thì. Động từ chia dạng là to hoặc in, hoặc ed hoặc es. Đó. Rồi. Trạng từ thì bổ nghĩa cho động từ, bổ nghĩa cho tính từ, bổ nghĩa cho một trạng từ khác và bổ nghĩa cho cả câu. Đó. Mình phải hiểu tất cả những cái mà thầy vừa nói đó. Rồi cái quan trọng sau cùng là hiểu câu đó nói gì để quyết định cái đáp án cuối cùng, chứ không đơn giản. Do đó phần này là phần rất nhiều học sinh làm bài không được. Và kinh nghiệm trong những lần chấm thi lớp 10 thì phần này cũng là phần học sinh mất điểm nhiều nhất. Cho nên cố gắng nha. Các em cố gắng học từ loại, học chức năng của các từ loại đó, dịch nghĩa được câu để làm bài này tốt. Rồi, chào các em, chúc các em sẽ học tốt như thầy đã hướng dẫn. Bye bye.